Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả kênh Quyền Zo TV nhá, quay trở lại với cả bố con mình nhá. Như các bạn đã biết là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 sắp cận kề như mọi năm ấy, thì là mình ra quán hoa để mình mua hoa về mình tặng cho mẹ mình với cả vợ của mình. Nhưng năm nay mình muốn thay đổi và có một sự bất ngờ và cả ý nghĩa hơn, nên là mình đã quyết định là làm hoa để tặng cho mẹ mình với cả vợ mình các bạn nhá. Làm tự tay mình làm ra cái bó hoa đấy thì nó sẽ thêm phần ý nghĩa hơn, nên là hôm nay mình bố con mình quyết định là làm hoa để tặng cho mẹ mình với cả vợ của mình. Các bạn cùng đón xem video này để xem cái cách mà mình làm ra một bông hoa và một bó hoa nó như nào các bạn nhá. Để tạo ra được một bông hoa thì đầu tiên là mình có cái giấy lụa này các bạn nhá, xong rồi mình cắt thành hình vuông này, cắt thành hình vuông như này này, xong bắt đầu mình cắt, các bạn cứ cắt làm sao để nó cứ thành hình cái lớp này đấy, xong bắt đầu mình cắt cắt thành ra như này nhá, đấy cắt ra thành vòng như này này các bạn. Cắt từ đây này các bạn, cắt từ đây lượn 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 đấy, lượn thế là ra. Xong rồi bắt đầu là khi mà thành hình như này rồi, bắt đầu tí mình cuộn lại là thành hình bông hoa nhé các bạn nhé. Các bạn cắt đây nhá, các bạn cắt làm sao mà cứ cắt như này này. Đấy, cắt lượn uốn lượn như này nhá. Tí nữa thì khi mình cuộn ra thì nó ra một cái cánh hoa rất là đẹp nhá các bạn nhá. Đấy. Cắt cứ uốn lượn như này. Không cần phải đều đâu, cứ làm sao cứ cắt. Đấy. Bố ơi, như thế này là thành bông hoa này. Đúng rồi. Bông hoa tí hoa. Đấy, mình cắt làm sao này. Đấy, như này nhá các bạn nhá. Đấy. Từ hình hình mình cắt này, đấy cắt này xong tí mình cuộn. Mình cuộn lại nhá các bạn nhá. Mình quấn lại. Đây, mình cuộn lại như này này. Đấy, quấn lại như này. Đấy, quấn lại. Quấn hết lại vào nhau thì nó sẽ tí nó sẽ thành ra thành một bông hoa nhá các bạn nhá. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy nhá, rất đơn giản nhá và hiệu quả nhá. Đấy. Đây nhá, thành phẩm đấy các bạn nhá. Đấy, để tạo ra một bông hoa như này là cần các bước như lúc nãy, và bây giờ mình cuộn lại và ra thành phẩm đấy nhá các bạn nhá. Đấy, để ra một bông hoa như này. Đấy, rất đẹp nhá các bạn nhá.
Khi chúng ta đã làm xong những bông hoa như này rồi nhá. Đấy. Cuốn xong bông hoa thì chuẩn bị một cái cốt như này này. Rồi chúng ta dính những cái bông hoa này vào cái cốt này để tạo thành một bó hoa nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ dính những cái bông hoa này vào cái cốt này nhé các bạn nhé. Đấy, khi mình dính vào thì nó sẽ được như này nhé các bạn nhé. Đấy, sau rồi tiếp theo xung quanh này là mình sẽ vào những bông hoa màu này. Tại vì ở giữa này là mình sẽ làm điểm nhấn là màu hồng này. Còn bề ngoài là mình sẽ thêm hoa màu này vào để tạo điểm nhấn nhé các bạn nhé. Khi đã hoàn thành được như này rồi, bây giờ bắt đầu mình trang trí cho bó hoa của mình nhé các bạn nhá. Đấy, là mình sẽ trang trí này. Mình sẽ làm đấy, bắt đầu mình trang trí nhá các bạn nhá. Mình đã hoàn thành xong bó hoa rồi nhé các bạn nhé. Đấy, cách gói hoa, làm hoa và gói hoa của mình nó chỉ như thế này thôi. Đấy, tí nữa mình sẽ bảo bọn trẻ nhà mình là mang xuống tặng bà nội với cả mẹ của bọn trẻ nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bảo bọn trẻ nhà mình mang hoa xuống để tặng mẹ của bọn trẻ nhé các bạn nhá. Đấy, tặng mẹ bó hoa nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 nhé các con nhá. Được nghe. Được nghe.
Đi thôi. Bọn trẻ tặng hoa cho mẹ nó rồi nhá các bạn nhá. Bây giờ mình xin phép kết thúc video của mình ở tại đây nhá. Chúc các bạn lữ ngày 8 tháng 3 nhiều sức khỏe, vui vẻ và trẻ đẹp nhá. Bây giờ mình xin phép dừng video ở đây nhá.